Theo đó, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 80 con bò cải sinh sản gồm các giống lai Red Sinhi, Brahman đỏ, Senepol, 20 con bò đực nuôi thịt, con lai 3B, F1, F2, 3.000 liều tinh bò 3B, bình chữa nitơ lỏng 3.000 lít, găng tay và ống gen 3.000 bộ. Số bò giống và thiết bị phục vụ chăn nuôi tập trung được Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội bàn giao và Công ty Cổ phần Hữu cơ Thương mại Quảng Trị tiếp nhận theo quy trình, thủ tục quy định. Để chuẩn bị tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã đầu tư 5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất chuồng trại, đào tạo cán bộ kỹ thuật, xác định rõ trách nhiệm của mình trước sự quan tâm của thành phố Hà Nội dành cho tỉnh Quảng Trị. Ý thức được là cái nhiệm vụ chính trị cao cả này, thì về phía công ty chúng tôi, từ lãnh đạo công ty đã tổ chức họp và quán triệt tất cả các cái nội dung làm sao mà tiếp nhận nuôi đoàn bò này trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chúng ta một cách có hiệu quả, để từ đó nhân rộng cái mô hình về nông hộ nuôi cũng như là các cái trang trại nuôi bò này để mà lan tỏa và phát triển rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chúng ta. Xác định bò là một trong những con nuôi chủ lực của tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh phát triển chương trình cải tạo đàn bò. Đến nay, tỷ lệ đàn bò lai Zebu chiếm trên 71% tổng đàn bò. Từ năm 2000 đến nay, bình quân mỗi năm có trên 3.000 bê lai hưởng thịt ra đời, góp phần nâng cao chất lượng đàn bò và mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Việc tiếp nhận 100 con bò giống 3B sẽ là cơ hội tốt để tỉnh tiếp tục phát triển mạnh, nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn. Với cái mô hình này đã được giao cho công ty thương mại chịu trách nhiệm để phát triển, nhân rộng và thử nghiệm các cái công thức thức ăn để sau này nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Hà Nội cũng đã ngoài cái hỗ trợ cái giống bò này cũng hỗ trợ thêm 3.000 liều tinh bò 3B để hỗ trợ phối giống bò thịt chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Như vậy, với cái sự hỗ trợ quý báu này, chúng tôi thiết nghị sau cái quá trình triển khai thực hiện thì những giai đoạn tới sẽ góp phần nâng cao cái giá trị chất lượng của đàn bò trên địa bàn tỉnh, phấn đấu để đưa cái đàn bò lai Zebu lên trên 70% trong tổng đàn theo như nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 17 và đưa cái chất lượng giá trị thịt nó cao hơn hẳn so với cái việc cải tạo đàn bò từ trước đến nay. Với việc hỗ trợ của thành phố Hà Nội dành cho tỉnh Quảng Trị là món quà ý nghĩa, góp phần hỗ trợ thúc đẩy, tạo động lực cho tỉnh trong việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa an toàn thực phẩm, cải thiện và nâng cao chất lượng đàn bò trong thời gian đến.